Mình mua 10 cây là mình được tặng 3 nha. Cái số lượng này em cũng không có nhiều, tại cái hàng đạt là em bứng về hết, em thay chậu hết rồi. Ở dưới vườn là cái hàng không đạt, mà cái hàng không đạt thì em cũng đã bán hết rồi ha. Cô chú anh chị mình tranh thủ mua, tại vì nếu mà có hàng đạt như vậy nữa thì chắc cũng khoảng 6-7 tháng nữa mới có ha. 6-7 tháng nữa lần hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái hàng kia nó nhỏ lắm anh. Vậy là qua Tết mới có nữa. Dạ đúng rồi đó. Cô chú anh chị mình tranh thủ ha. 10 tặng 3 hả Sưng? Dạ đúng rồi, 10 tặng 3, mình mua 5 tặng 1 đó. 5 tặng 1, 10 tặng 3 cả nhà ơi. Còn 20 là tặng nhiêu? Anh chào Sưng nha. Dạ em chào anh Trọng ha. Chào cô chú anh chị mình đang xem kênh ha. Hôm nay cũng tới nhà vườn của em mình cũng quay trở lại với em ha. Là cũng mong cô chú anh chị mình ủng hộ những cái mặt hàng bên em tiếp tục ha. Không gài cô chú anh chị mình hỏi chứ Sưng đâu mất tiêu rồi không gài. Thì không gài em cũng bận để em thay mấy cái phôi này để phục vụ cho cô chú anh chị mình ha. Đa số thì bây giờ những nhà vườn khác thì người ta đi phôi nhiều. Đi may ghép nhiều chứ lộn. Là em thì em nói chung là em sẽ đi ngược hướng ha. Để em cung cấp cho cô chú anh chị mình phôi, để cô chú anh chị mình mua những cái bên mặt mình giống khác, shop khác, để mình lấy giống để mình ghép bên phôi của em ha. Thì mong rất mong được cô chú anh chị mình hương tình ủng hộ ha. Hôm nay thì em cũng có những cái loại mặt hàng phôi như là tứ quý mai vàng ha, và một số mai ghép em xả nền ha. Mong cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ cho kênh của anh Trọng nha. Em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình là cái lô phôi nhà em bứng ha. Là em dâm đất rồi em bứng ha. Wow, quá trời dừng cái đế luôn nè cả nhà ơi. Bên đây kiểu như là mình quấn đa dạng cả nha. Bây đúng giờ rồi, nó thung thành một cục luôn rồi, nguyên một cái đế. Wow, nguyên gốc này cái về cả nhà mình ghép đẹp lắm luôn á cả nhà. Sưng ơi, cái lô này thì mình lấy cái hoành có chừng bao nhiêu được em? Dạ cái lô này chắc hoành bự hơn tay cái của em á anh Trọng. Bự hơn tay cái của nhà vườn nha cả nhà. Đúng rồi, cái củ thì nó anh thấy là tương đối là cái củ nó nở rất là nở ha. Nhưng cái lô này là củ rất là nở luôn. Rồi để em quay một số góc cả nhà mình tại xem. Tại vì cô chú anh chị mình á, đợt trước là em có giao lưu chừng Sưng khoảng... đến thử cái ngón tay vô thử giùm anh đi Sưng. Đây cả nhà. Cái này thì cỡ tay cái nè. Còn một số thì bự hơn ha. Rồi. Chung là có lô nhỏ, lô lớn lộn xộn ha. Thì hàng này nhà vườn đã cắt sẵn đã vô cái thùng xe cho cái nhà luôn. Anh Sưng ha. Dạ đúng rồi anh. Thì em giao lưu sao đi Sưng? Dạ cái này là em giao lưu với cô chú anh chị mình là 40 ngàn một phôi ha. 10 tặng 1 bao ship ha. 10 tặng 1 bao phí ship. Nói chung là cái đơn 100 ngàn là em đã đi đơn. Dạ đơn 300 ngàn bao ship thì cô chú anh chị mình có theo dõi clip của anh Trọng á. Những cái kênh khác thì cũng biết là cái giá vườn của em nó giao lưu như vậy luôn ha. Rồi đây cả nhà mình có thể mình ghép đơn với nhau. Hôm nay cũng có nhiều cái dạng phôi lắm nha cả nhà. Phôi này là em hai qua nay 5 ngày rồi anh Trọng. 5 ngày 5 ngày em tưới em để ông Vịnh ở trong mát nè anh thấy không. Là không có đem ra nắng luôn. Cô chú anh chị mình yên tâm thôi, nó đã chuẩn bị nó đi tược rồi đó. Rồi rồi này là 40 ngàn một phôi nha cả nhà. Quành, bự này nè. Quành nói chung là cỡ chừng ngón tay cái của nhà vườn nha cả nhà. Như mấy góc này cỡ chừng tay cái của em cũng có nè ha. Nguyên cái lô này em có số lượng nhiều không Sưng? Dạ cái lô này em có số lượng chừng khoảng 200 cây hả anh? 200 cây. Tại vì cô chú anh chị mình mua cái lô trước á anh. Mua lô trước em bứng đầu ngàn gốc nay lâu rồi anh Trọng nhớ không? Rồi cô chú anh chị mình yêu cầu là họ kiếm cái lô giống vậy nè. Cái này thì 25 ngàn nè anh Trọng. Cái này nhỏ hơn thì mình giao lưu là 25 ngàn. Hoành bên đây anh lấy chật con, nói chung là từ ngón tay danh, ngón tay trỏ đi hả Sưng ha? Đúng rồi. Nhưng mà cái củ nó rất là nở ha. Mình có thể tham khảo được những cái mặt hàng này nè. Sau này nó hung lại nó bự lắm. Rồi, cái này là 25, còn cái này là 40 nha cả nhà. Dạ. Có hai mức giá, cái lô này là mình đã vô thùng xe cho cả nhà luôn rồi. Thì số lượng với lại cái kiểu mẫu thì cũng có như cái kiểu như vậy thôi Hán Sưng ha. Dạ thì nó cũng là dạng lộn xộn và đế nở ha. Mình muốn trực tiếp mình lựa thì mình cứ kết bạn Zalo với em ha. Rồi. Thì em sẽ cho cô chú anh chị mình lựa thoải mái ha. Rồi, số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây, số điện thoại của bạn Kiều Sưng có Zalo nha cả nhà, có những cái nhà liên hệ nhà vườn giúp em. Cái này mình về mình ghép rất là ok luôn nha cả nhà. Rất là thích hợp, mình về mình ghép luôn. Đế cũng đẹp nè. Mình về mình chơi bonsai cả nhà, như mấy góc này nè ha. Cái nhà về mình lấy bo bình lợi hay là như ý hay là giả thân châu gì cả nhà, mấy giống mới mới nha cả nhà cứ sưu tầm. Rồi mình về mình ghép. Rồi ha, tiếp tục em giới thiệu với cô chú anh chị mình là cái phôi này là phôi bệ ba ha. Phôi bệ nha cả nhà. Phôi bệ mình vô thùng C6 nè cả nhà. Rồi hàng này mình cũng đã cắt sẵn cho cả nhà luôn rồi. Quành gốc bên đây anh lấy cho cỡ chừng cây bút bi cho tới ngón tay út đi Hán Sưng. Dạ đúng rồi. Tại vì cây rễ nó nuôi nó nở anh, thành ra là cái gốc nó không có được bự ha. Rồi. Như vậy thì mình giao lưu giá mua duyên một cây. Dạ cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 60 ngàn một cây ha. 60 ngàn. Ưu đãi cái clip này là mình mua 10 cây là mình được tặng 3 nha. Cái số lượng này em cũng không có nhiều, tại cái hàng đạt là em bứng về hết, em thay chậu hết rồi. Ở dưới vườn là cái hàng không đạt, mà cái hàng không đạt thì em cũng đã bán hết rồi ha. Cô chú anh chị mình tranh thủ mua, tại vì nếu mà có hàng đạt như vậy nữa thì chắc cũng khoảng 6-7 tháng nữa mới có ha. 6-7 tháng nữa lần hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái hàng kia nó nhỏ lắm anh. Vậy là qua Tết mới có nữa. Dạ đúng rồi đó. Cô chú anh chị mình tranh thủ ha. 10 tặng 3 hả Sưng? Dạ đúng rồi, 10 tặng 3, mình mua 5 tặng 1 đó. 5 tặng 1, 10 tặng 3 cả nhà ơi. Còn 20 là tặng nhiêu?
20 thì cô chú anh chị mình mua nhiều thì được tặng nhiều hết ha. Rồi. Cái số lượng này không có nhiều đâu anh Trọng ơi. Bên đây thì mình có bệ nè, đây cả nhà, bệ nè hen cả nhà. Dạ, rồi với này là bí nè. Bí với lại rắn nữa cả nhà. Bí. Rồi hình trái bí nè hen. Đó, bí nè nó là cái muối nằm cái thân nó nằm ngay giữa dạ, của cái rồi. Trái muối trái bí luôn nha cả nhà. Với lại hình con rắn cả nhà, hình con rắn. Đó, đồng giá luôn hay sao em? Dạ không nghe anh. Rắn thì giá khác, còn bí với bệ là đồng giá ha. Rồi, rắn nhiều. Dạ rắn này là rắn là 45.000 anh, tại vì rắn em thay qua chậu rồi. Cái thứ nhất, cái hai là những cái con rắn bự em mới đem về. Ừ. Còn những cái con rắn nhỏ là cái ni nó nhỏ hơn. Cô chú anh chị mình muốn mua gì mình trồng đất thì mình cứ liên hệ em ha. Rồi. Em sẽ có giá mềm hơn là cái giá em thay rồi. Rồi. Ha. Nó còn đang nằm đất ở dưới ha. Dạ nói chung rồi. Là cái clip này là thì 10 tặng 3 hết đó cô chú anh chị. 10 tặng 3 hết. Rồi. Những cái hàng này là 10 tặng 3, còn cái hàng đầu hồi nãy là 10 tặng 1. À, dạ đúng rồi, tại vì cái giá đó giá mềm mày anh. Rồi. Cái đó bự, pho bự. Ờ, pho này mình về mình ghép cũng rất là ok luôn đó cả nhà nha. Anh có thể quay cho cô chú anh chị mình coi nè. À. Cái bí này là bí lựa không ha? Ừ. Bí tiễn không ha? Anh thấy là nó cái tâm nó nằm giữa hết. À. Là nó nở đều. Những cái chỗ khác thì em biết bán giá nhiều nhưng mà cái giá này em thấy hợp lý á, tại vì mình làm 1.000 gốc á cô chú anh chị mình chỉ bứng được khoảng 100-200 gốc là nó được như vậy thôi. À. Còn những gốc khác là nó sẽ bị teo hoặc là nó sẽ không nở ha. Ừ. Như thế này đâu phải là chuyện dễ quấn đâu anh Trọng. Nó đều rang muối cả nhà. Cây nào cũng như cây nấy luôn á. Nói chung là tuyển những cái hàng này nó lồi nó sẫm lên nè cả nhà. Ừ. Không? Rồi. Để sau này nó thành cái bí mà bí gợ của mình á. Ừ. Sao nó quện cục là nó bự cái mình chơi mình cắt mình vô cái chậu mà mỹ nghệ á, mình làm bonsai ha. Rồi. Đó. Cô chú anh chị mình tham khảo đi, cái này em còn khoảng chừng 200-300 gốc mà mình nhanh tay đi ha. Còn 200-300 gốc thôi nha cả nhà. Là hàng đạt á, còn hàng rớt thì em bán hết luôn rồi. Rồi. Đó. Tiếp tục mình tới hàng bên đây. Bên đây phôi này chắc phôi tứ quý cả nhà. Dạ đúng rồi, cái hàng này là phôi tứ quý luôn anh. Rồi. Số lượng cũng không có nhiều ha, có 100-200 gốc à. Phôi tứ quý cả nhà. Phôi tứ quý ha. Thì bây giờ không có cái nào có còn lá không? Này cái lá nè anh. Rồi. Có mấy cái tược này đi nó cũng lá tứ quý. Nói chung là nhìn cái da mình cũng biết cái cây tứ quý rồi cả nhà. Nè, cái da chị mình yên tâm em mua bên em là mai vàng tứ quý là tứ quý ha. Nè. Rồi. Đó. Ừ. Em bán là cái kênh của anh Trọng là chuyên gia em bán phôi nhỏ ha. À. Đó. Thì bên đây mình cũng vô thùng C6 nè cả nhà. Dạ, đúng rồi. Cây tứ quý thì cái rễ nó vậy nha cả nhà. Rễ nó kiểu như là mình để đế nơm hay xương heo. Dạ đúng rồi. Ừ. Cái này là đế tự nhiên anh Trọng. À. Cái em tầm giống như là em mà cái đợt mà nó nổi vừa vụ mà vũ nữ chân dạ nhớ không? Ừ. Cái bịch là bịch 12-13 cái em bỏ vô. Ừ. Xong rồi cái em để thêm một cái C6 ở dưới nữa. Ừ. Mà em để cái em chôn đất nữa. Ừ. Cái thành ra là nó sẽ đi heo nó hít nước á, nó kiếm nước á, nó tìm nước á thì nó sẽ nó vậy nè. Cái em vũ ra thì nó sẽ ra vậy nè. À. Nên thành ra là mấy cái cây này nó rất là đẹp luôn ha. Rồi. Mình về mình tỉa mấy cái rễ cám cho nó nhìn cho nó đẹp ha cả nhà. Dạ đúng rồi. À, cái hoành bên đây anh lấy chắc cũng cỡ ngón tay út đi hơn sân nhà. Dạ ngón tay út tăng lên ha. Ngón tay út. Rồi. Mình giao lưu giá nhiêu cây? Dạ cái này em cũng giao lưu là 40.000 cây ha. 10 cây tặng 3 ha. 10 cây tặng 3 nha cả nhà. Ôi hàng mai này là 10 tặng 3 luôn nha cả nhà nha. 10 tặng 3 đến 5 tặng 1. 10 cây mà tặng tới 3 cây cả nhà. Mình mua nhiều thì được ưu đãi, tại vì cái clip này là số lượng phôi em không có nhiều. À. Em bán hết luôn để em về cái mai ghép để cho mình tham khảo mình bán Tết ha. Ừ. Đó. Rồi. Thì nói chung là cô chú anh chị mình cũng tranh thủ đi, mình có cái số tiền nhỏ nhỏ gì vài 300.000 mình mua cái này cũng ok lắm nè, tại vì qua Tết thì em nghĩ là phôi sẽ hút và phôi nó không được đẹp như bây giờ đâu. À. Ha. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha, cả nhà mình có thể mình ghép đơn ha. Rồi ha, tiếp theo em giới thiệu với cô chú anh chị mình là cái lô phôi này là phôi đế nơm ha. À. Nói chung là cái này giống như vũ nữ ha. Cái này là mai vàng ha. Rồi, đó. Phôi này là phôi mai vàng nha. Đúng nha. Rồi, phôi mai vàng ha. Cái giá thì nói chung là em cũng bán giá mềm cho cô chú anh chị mình dễ chơi ha, dễ tham khảo luôn ha. Ừ. Thì cái giá này á, là cái hoành thì chắc em nghĩ là từ 7 đến 10 á. 7 đến 10 thôi nha. Dạ đúng rồi. Bự hơn tay cái của em. À, có cây thì nó cũng bự 11-12 tùy theo cây ha. Nhưng mà cô chú anh chị mình chắc đa số là lựa rễ với rễ dáng thôi chứ mình không có cái hoành thì nó cũng tương đối thôi ha. À. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 100.000 cây ha. 100.000 một cây. 3 cây em sẽ là 290 bao ship ha. Rồi. Nói chung là em bán giá mềm luôn cô chú. Còn một cây gì mình cũng gửi hàng luôn đúng không? Dạ, một cây này thì cô chú anh chị mình phụ giùm em 30.000 phí ship ha. À. Cái hàng này cô chú anh chị mình là mình em lựa nói chung là nhiều lắm á, mà lựa được cũng được có khoảng vài chục gốc ha. Ừ. Ở đây thì chỉ khoảng chừng 60 gốc thôi. Cô chú anh chị mình tranh thủ mua đi ha. À. 60 gốc hả? Đây cả nhà, đế nôm, đa phần là đế nôm nhiều cả nhà. Đúng rồi, nôm là vũ nữ á. Ừ. Có một cây này có uống thân luôn nè cả nhà. Ừ. Có này nó đi tược mạnh nè, cô chú anh chị mình yên tâm ha. À. Em tính thay qua chậu nhưng mà em không có thay ha. Để như vậy cho gửi luôn cho dễ luôn ha. Nó khỏe hả? Ừ. Đúng rồi. Rồi. Con mấy gốc trong đó cũng bự rồi Sưng. Ừ, có chừng bự hơn chừng cái cũng có nha. Cái này bự nè.
Đó, thì cũng đồng giá luôn là 100 ngàn một cây nha cả nhà. Mọi người thấy vậy chứ nó quái lắm. 100 ngàn một cây. Ở tại vì em lựa từ gốc mà. À, cả nhà mình muốn lựa, cả nhà cứ liên hệ bạn giúp em đi, số điện thoại có bên trái màn hình bên đây nha cả nhà, có Zalo á. Gọi trực tiếp ha. Rồi mình gọi trực tiếp, mình thích cây nào mình chốt luôn cây đó. Chứ bây giờ nhiêu đây thì em quay từng cây thì cho cả nhà xem cũng hơi lâu nha cả nhà. Dạ. Nó không có giống nhau đâu. Tại vì em lựa từ cây thành ra là nó không có gặp khuôn nha. Đúng rồi. Mình nhìn thấy cái vũ nữ là nhìn thấy cái chân nó dài thôi chứ thật ra là cái thân lắc lượng của nó khác. Mà cái chân của nó cũng khác nữa, giống như cái chân nó tạo dáng bên đây thì nó khiêu vũ. Còn bên kia thì ví dụ như người ta đứng ta hát hoặc chẳng hạn vậy đó. Có những cái cây nó quái lắm nè không? Như cây này nè, em thấy nó lạ nè mọi người. Có hai chân. Hai chân nó chéo qua cái nó cong xuống ha. Nè đó. Rồi. Coi có 100 ngàn một cây nha cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo ăn luôn. Ba cây 290 em bao ship ha. Rồi. Rồi ha, tiếp theo em giới thiệu với cô chú anh chị mình là cái lô phôi mai già mai tứ quý nha mọi người. Rồi, tứ quý nha cả nhà. Đó, mai con tứ quý. Dạ đúng rồi. Đó. Cái này là mai tứ quý hình dễ hú nè. Hình cái số hình lượng em nè. Cũng còn mấy trăm cây. Còn mấy trăm cây. Dạ đúng. Giá rồi. Nhiêu em? Dạ cái này là 12.000 cây mình mua lẻ nha. 12.000 cây. Dạ một đơn 100 ngàn em sẽ đi đơn ha cô chú anh chị mình tham khảo ha. Ừ. Đó, cái này tứ lạ hú này dù nhìn dù mình vũ này thấy nó có chân không? À. Hai cái này nó cong xuống nó quẹo nó móc lên, nó móc lên. Đó. Cái gốc này hoành có chừng cây bút bi nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi, chiều cao bên đây chắc ngoài 50 đi hướng xương nha. Dạ cái này thì chắc khoảng chừng 55 ăn lên 6 7 tấc á anh. Rồi. Mai tứ quý, mai con tứ quý quấn rễ nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Bên đây thì mình tới hình con rắn cả nhà. Dạ đúng rồi, hình con rắn. Hình con rắn, hoành này có chừng cái đầu đũa không ăn nha cả nhà. Dạ. Đầu đũa không ăn. Chiều cao bên đây lấy chắc cũng khoảng chừng 35-40 đi hướng xương ha. Dạ. Cái lô con rắn này thì em cũng khoảng chừng trăm mấy chục cây nữa hết luôn rồi nè. Trăm mấy chục cây còn ít rồi. Mọi người ủng hộ dữ lắm. Ờ. Mua người cây 5 cây rồi số lượng ví dụ cũng hổm gài cũng nhiều lắm anh Trọng. À. Xương cái lô bên đây mình có tặng không xương ha? Dạ có anh, này 10 tặng 1 á anh. 10 tặng 1 phải không? Dạ. Có cái nãy 10 tặng 3 đã quá cả nhà. Dạ là những cái thôi á. Thôi rồi. Là mình sẽ ưu tiên ha. Ừ. Rồi tiếp theo. À tiếp theo, ổ cái này là 27.000 cây nè. 27.000 cây quên báo giá luôn. 27.000 cây 10 cây tặng 1 ha. Chưa báo giá mà lo hỏi tặng rồi cả nhà ha. Rồi bây giờ mình tới cái nào em? Cái này là cái phôi tứ quý nè. À, này cũng là dạng phôi nhưng mà ví dụ như mình muốn tầm nguyên tạng thì vẫn còn nguyên tạng ha. À. Tại vì mọi người nhìn thấy cái lá nó xấu là lý do như vậy nè. Tại vì em không có xịt ở trên. Ừ. Để mình chủ yếu mình nuôi cái gốc. Nuôi cái gốc thôi cho gốc với cái rễ à. Cho nó nở thôi chứ thật ra là không phải là thiếu phân thuốc nha. À. Chứ mình nó đồn tạng xuống á thì nó sẽ mập gốc. Rồi. Rồi thì cái này là mình quấn theo kiểu hình bệ nè cả nhà. Dạ, bệ nè ha. Lại hình là hình bệ nè. Gốc bên đây có chừng cây bút bi cho tới ngón tay út đi cả nhà. Em cứ trừ hao vậy đi, cây bút bi cho tới ngón tay út đi ha. Đó. Thì cái này em giao lưu giá là bao nhiêu cây? Dạ cái này em giao lưu là 60 ngàn một cây á anh. 60 ngàn một cây. 10 cây em sẽ tặng 2 ha. 10 tặng 2. Cái lô này thì rồi. Cũng nói chung là cái hàng này hàng chuẩn không hình ra là cái giá nó thì cũng hơi cứng ha. Tứ với quý sưu tầm ha. Ừ, tứ quý quấn rễ là đã hiếm có rồi, cái nhà con này mình quấn bệ nữa. Em nói thật tứ quý đã em quay rất là ít vườn mà có tứ quý quấn rễ luôn, cả nhà có vườn bạn xưng là em thấy là thường có rồi đó. Nói chung là bạn xưng làm cái hàng này cũng khéo lắm cả nhà ơi. Dạ. Chiều cao bên đây mình lấy chắc cũng 50 đi hướng xưng hả? Dạ đúng rồi, chiều cao chắc khoảng 50 ăn lên đó anh. Ừ. Đó, những cái này đẹp lắm anh Trọng ơi, nữa mình về mình có đất á, mình trồng nữa sau này nó nở, nó đẹp lắm. À, tứ quý cái hàng này mình vô lô với giá là 60.000 cây ha, 10 tặng 2 nha, 5 tặng 1. 2 cây. 5 mình tặng 1 cây. Dạ đúng rồi. Rồi, thì cái nhà nè, em có cái cây này lạ nè anh. Cây này cái gì đây? À, cây này cái tứ quý mà lá quý. Hả? Tứ quý lá rí. Tứ quý lá rí. Nè. Tứ quý cái mà lá. Cái lá giống như cái lá này, giống như là để coi. Cái lá gì kỳ trời? Cái lá này giống như cái gì ta? Cái gì mà ăn canh chua ta? Cái ngò. đúng rồi, giống như ngò rí nó có gai nè. Cái gai gai nè nhìn cũng giống cái lá uro ghê cả nhà. Dạ đúng rồi. Nhìn nó đâm đau luôn cái ngộ quá ta. Thì đó, có cái lá. Ôi ôi. Đó, có cây gì lạ lạ nè ha. Cái cây tứ quý. Có cây hả? Con cây hả? Dạ đúng rồi, có con cây nè, lâu lâu có con cây nè. Ví dụ như mình muốn mua hàng sưu tầm á, Sưng ơi, anh muốn mua tứ quý mà nó lá gí hoặc là tứ quý nó lá cẩm thạch. Lâu lâu á em có đi, lá cẩm thạch luôn hả? Dạ có luôn. Ôi. Mà tại vì cái anh kia mới đăng lên cái anh kia anh mua rồi. Ở trong Zalo á, giáp lào á anh. Trời cái ví dụ như cái hàng này thì em cũng đã giao lưu rồi, nhưng mà cô chú anh chị mình muốn mua á thì lâu lâu em kiếm á, cô chú anh chị mình liên hệ trước em nha. Nó bị giống như nó dạng đột biến á anh. Đột biến từ trên xuống dưới chứ không phải là nó bị phạm phân phạm thuốc gì nha cả nhà. Cái này là chung cái lô đó mà nó đẹp vậy ha. Ôi ôi, nó cũng bạc bạc cái lá này cả nhà chứ không phải nó xanh. Cái này là rễ lò xo nè. Lò xo. Lò xo là em cũng có
lò xo mà nay em không có rút ở dưới vườn vậy ha. Lò xo thì em bán 12.000 cây à. Những cây giống như mấy cây đó đúng không? Rồi, giống như cây gắn vậy nè, cái hoành thân nó cũng cỡ vậy nè. Là 12.000 một dạ, cây. Đúng rồi. Nhưng mà nó không có lá gí gì nha. Không có lá gí, có cây lá gí vậy thôi. Là cái này giao lưu chưa? Dạ, cái này em giao lưu rồi đó. Giao lưu rồi ha. Nè, cái này em đăng lên để cho cô chú anh chị mình muốn cái hàng kiếm cái hàng lạ đó mình có gì liên hệ trước không? Đúng rồi. Chứ cái hàng nó hiếm lắm, đúng rồi. Có gì order trước. Cả nhà cứ liên hệ bạn đi rồi dặn bạn nếu mà có thì bạn gửi qua cho cả nhà. Trời ơi, mà ví dụ như là vài ngàn cây hay là vài chục cây, vài chục ngàn cây thì nó sẽ có một hai cây lạ mọi đó người. Đó giờ em chưa thấy cái này luôn cả nhà. Bữa hổm có cây cẩm thạch nữa anh Trọng. Wow. Trời đẹp lắm. Chưa kịp quay luôn mà xưng anh giao lưu tiêu rồi. Còn cây này đã giao lưu rồi nhưng mà em kịp quay cho cả nhà mình xem ha. Gì? Tứ quý lá rí. Đúng rồi, tứ quý lá rí giống như cái ngò gai ăn canh chua vậy đó. Ôi, lạ bữa lạ đem về nha. Cười quá trời luôn. Dạ. Tiếp tục cái clip thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình á là cái lô mai là quấn rễ hình nói chung là cái này quấn rễ quấn thân luôn ha. Quấn rễ quấn thân luôn. Rồi mình ghép những giống gì à xin? Dạ cái này thì em có là siêu nụ ha. Dạ, siêu bông Sài nè. Gòn. Siêu bông Sài rồi Gòn. Rồi cam đổi màu và cúc tư long và nói chung là còn vài gốc khác giống như mà cái số lượng kia không có nhiều ha. Em cho lưu 4 giống này. Chủ yếu là 4 giống này là chính ha. Dạ đúng rồi. Thì cái này là mình ghép cũng được cái chọt này nè, cái chọt này có chừng cái đầu đũa không ăn cả nha. Cái đầu đũa không ăn cho tới đầu đũa ăn ha. Còn cái góc bên đây anh lấy cái chừng ngón tay út đi hắn xin hẹn. Đúng rồi, ngón tay út của anh là ngón tay tỏ ngón của tay em. Út của em. ngón tay út của anh. Và mình cho lưu giá là bao nhiêu cây em? Dạ cái này là em bán lẻ là 100.000 cây anh. 3 cây là 290.000 bao ship ha. Rồi, hàng này là hàng mình chơi Tết, 3 cây 290.000 bao ship nha. Nhà một cây dẫn gửi hàng, cả nhà phụ thêm 30.000 tiền ship giùm em. Dạ đúng rồi. Rồi, tóm lại là mình có được là một là siêu bông Sài Gòn nè, rồi giáo siêu nụ nè, rồi cúc cam đổ màu với lại cúc tư long. Hàng chơi Tết nha cả nhà. Hàng chơi Tết ha. Như cây này thì nó cao ngoài 40, còn mấy cây này đa phần có chừng 35-40 đi cả nhà nha. Mấy cái clip trước là cô chú anh chị mình ủng hộ cũng rất là nhiều ha. Một số thì nó đi tàn cũng chưa có kín lắm. Thành ra là em sẽ giao lưu những cái cây mà có tàn để mình kịp chơi Tết ha. Thì nói chung là còn khoảng chừng vài trăm cây à. Cô chú anh chị mình mua thì cứ liên hệ em ha. Cái hàng này thì cũng 10 tặng 1 nha anh Trọng. 10 tặng 1 luôn nha cả nhà. Rồi ha, tiếp theo thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị mình là cái lô này, cái lô mà em để dọn dẹp để mình về cái lô mới ha. Dọn nền đúng không? Đúng rồi, thành ra là cái giá nó rất là mềm, là mềm xèo luôn nha cô chú anh chị mình. Mềm mèo như bánh xèo luôn. Thì bên em ghép được những giống mai gì? Dạ cái này thì đa số đó là họ Hương và Đa Phúc và mà siêu bông Sài Gòn ha. Rồi, siêu bông, cái này họ một Hương. Cây dảo Đa Phúc với lại một cây cúc họ Hương cả nhà, ba giống mai nha. Bên đây thì đa phần là mình quấn nè, bí nè con có cái nhà, bí một bên nè cái nhà nha, bí ở bên đây bí nhiều hơn Sương Hà. Dạ đa số là bí nở đó anh, bí nữa có bông hoa nữa Sương Hà. Dạ có một hai cây ở dưới chân em có cái bông hoa đây cái nhà bí này cả nhà. Thì chiều cao bên đây em lấy cũng khoảng chừng 35-40 cả nhà ơi, còn gốc cũng cả chừng ngón tay cây bút bi cho tới ngón tay út đi hơn Sương. Anh chị dạ, Hà đi cho dễ. Mấy bữa nay là em lo ba cái phôi ra cái lá coi cái bông hoa đi Sương. Rồi đây cả nhà ơi, cái bông hoa này cả nhà, bông hoa bốn cánh nè ha. Mình có giao lưu với giá là bao nhiêu Sơn à? Có rễ hú rồi nè anh. Cái này em giao lưu là 25.000 cây nè anh. 25.000 một cây, 4 10 tặng 1 3 và bao ship. 10 tặng 1 bao ship. Duy nhất trên cái clip này và cái thứ nhất cái hai là mọi người tranh thủ nha, tại vì cái này em xả là cái không có nhiều. Có khoảng chừng trăm mấy chục cây à. 25.000 một cây, dạ. Còn khoảng chừng 100 mấy chục cây. Ờ chiều cao thấp nhất khoảng chừng gang tay, cái nhà có mấy cây này nó hơi thấp nè cả nhà. Khoảng chừng gang tay nha. Ngồi cái cây phôi này cũng 15 nói chung là bán xả luôn cả nhà ơi. Bán ghép rồi cho cả nhà luôn rồi mà bán cái giá này chắc cũng bằng cây phôi cả nhà nha. 25.000 một cây nha. 10 tặng 1 mà bao ship. 10 tặng 1 bao ship luôn. Lấy có mấy cái bí này nè. Rồi nó nở nè. Cái bí này bí nhỏ nha, không có so được cái hàng phôi kia ha. Những cái hàng này cả nhà mình về mình không thích cái giống mai này, cả nhà về mình cắt ngang mình ghép cũng được nữa. Cái giá này giá phôi luôn rồi cả nhà. Bán sừng ha. Dạ đúng rồi. Rồi. 25.000 một cây. Có siêu bông Sài Gòn cả nhà, dảo Đa Phúc với lại cúc Thọ Hương nha cả nhà nha. Dảo em còn ít thôi em xả hết ha. Còn ít. Vậy là mình có hình con hình trái bí. Hình thú, hình trái bí. Bí cái lỡ bông, nha. Cái bông thì ít ha, cái này tranh thủ nha, đa số là trái bí lỡ nhiều. Trái bí thì nhiều. Rồi cả nhà mình tham khảo giúp em ha, cả nhà cứ ghép đơn thoải mái, đơn hàng 100.000 thì nhà vườn sẽ gửi hàng cho cả nhà. Còn 300.000 thì nhà vườn sẽ bao ship nha. Còn mua nói chung là mỗi lô nó sẽ có cái số lượng mình bao ship với lại mình tặng nó khác nhau cả nhà. Có cái lô hồi nãy thì tới tặng tới 3 cây khi mua 10 cây lận. Quá đã luôn. Tặng 3 cây khi mua 10 cây luôn. Còn đa phần thì mỗi loại này thì 10 tặng 1 hết hay Sơn Hà. Dạ. Còn mấy cái này là có mấy cái khác nè anh. Có mấy cây này khác nè. Cái này đế nó đẹp. Hình con rồng. Đó hình nè. Hình con rồng cả nhà ơi.
Hình con rồng ở gì nữa? Hình con rồng với lò xo. Lò xo dài dài. Này cũng khoảng chừng chục cây ha. Cái này em cũng bán này siêu bông Sài Gòn á anh. Em ghét siêu bông hả? Cái đế này đẹp hơn nè. Đế này đẹp hơn mà tàn nó kính hơn chút. Em bán sao? Cái này 40.000 cây 10 tặng 1 luôn anh. Có nhiều không sư? Dạ không, này có khoảng chừng 10 20 cây gì đó. Nó cô chú anh chị mình tranh thủ mình xả cái hết. 40.000 cây cũng 10 tặng 1 luôn. Đâu đẹp không ạ? Mình ghét siêu bông. Tại chán rồi bán luôn phải không? Dạ đúng rồi. Dọn để mình đem về cái lô khác hấp dẫn hơn. Rồi, này cái nhà mình tham khảo nha cái nhà. Nói chung là nhà vườn của bạn Sưng thì chuyên về cái mặt hàng mai phôi. Tại ham hố ghép được nhiêu đây đợi giờ chán rồi bán luôn rồi cái nhà. Bên đây còn mấy con rắn nữa nè. Đó, cái này nó hơi xấu ha, nhưng mà còn cái đế thôi là nó lấy vốn rồi đó. Thì nó bằng cái phôi rồi. Nè cái bông đó nè ha. Rồi bán là 25.000 luôn. Có mấy cây tàn kính kính đẹp đẹp á, phôi nó sáng sáng hơn thì 40.000, còn mấy cái này thì bán xả đồng giá. Rồi. 25.000 luôn nha cái này. Nè với chung mày gửi là nó cũng cứng hết trơn rồi. Ừ. Tại vì em chăm sóc không dài ba phôi quá, hình ra em để nó hơi ấy thôi chứ mình về mình xịt thuốc á chừng tược nó lên chừng tược hai tược nó là cây mướt gượt luôn ha. À. Này mình về, này em ghe anh nước trước khi mà em gửi thì em dựng dây lên hết ha. Ừ. Với em bao cái tược này cho cô chú anh chị mình. Rồi, vô dây hết trơn nha cái nhà. Nói vô dây rồi mới gửi ha. À. Đó, số lượng không có nhiều đâu. Mai phôi thì nhiều nhắn nha, mai phôi ở ngoài vườn nữa. Ờ, mai phôi còn đâu có mấy líp em chưa có bứng đó. Trong này cũng hơi chật, cả nhà không có diện tích cho nên bạn xả cái lô này luôn, có 25.000 cây thôi. Cả nhà mình có điều kiện mình về mình trồng đất cũng được nha cả nhà. Còn mấy cả nhà mình chơi Tết phụ bạn mỗi người chừng khoảng chừng chục cây, cả nhà có 25.000 cây mà. Chục cây thì mình được tặng một, mình bao ship luôn nha cả nhà nha. Cuối clip em cũng xin tân trọng giới thiệu với cô chú anh chị mình là cái hàng C này ha. Coi nói chung là có một cặp này mà nói chung là em muốn bán luôn. Thùng C9 luôn nha cả nhà. Nó bích cái thùng C9. Đây cả nhà, cái đường kính của nó khoảng chừng một gang tay của em, đường kính khoảng chừng 20 cm. C9 là 2 tấc rưỡi đó mọi người. Ừ. Mình thấy cái chậu nó vậy á. Chứ thật ra là nó bự chảng hả. Nó bự dưới trời. À, so về cái phôi C6 nè. Em lo qua thử cây này mình coi đi. Rồi, lo thử cây C6 qua mình nè. Đây cả nhà ơi. Cái này gọi là gì cũng không biết em, cả nhà. Cái này là cháo con chắc cháo gì đó. Luôn á. Rồi, rồi. Đó. Thì cái này cái gốc có chừng ngón tay cái của em cả nhà, hai gốc này là mai vàng nha cả nhà. Mai vàng mình quấn bệ nè, cái bệ hết thân. Cái này cả nhà mình về mình thay qua cái chậu này chắc chậu 3 luôn hết xương hè. Dạ đúng rồi, cái này chậu 2 tấc rưỡi chậu 3 luôn anh Trọng. Quá trời. Cái mình về cái mình cắt ngang mình ghép bể tạo. Bây giờ giống bể tạo cũng đang còn hot nè, hot hit á. Mới ra mà. Dạ đúng rồi. Mình ghép bể tạo vô ha. À. Rồi em giao lưu sao đây sao? Cặp này nói chung là em giao lưu luôn cô chú anh chị mình là 600 ngàn ha. 600 ngàn một cặp. 600 ngàn em bao ship ha. Ừ. Đó. Ví dụ như vui vẻ thì mình nói chuyện vui vẻ thì em tặng cho thêm cô chú anh chị mình vài cái phôi nhỏ nhỏ nữa mình về ha. Rồi. Nói chung là mua một, tặng hai ba gì đó. Tùy theo ha. Vui là tặng à. Nói chung là bán gì đam mê hơn cô chú anh chị mình. Rồi. 300 ngàn một cây cả nhà. Một cặp như vậy là 600 ngàn bao phí ship luôn. Đúng rồi. Có một cặp duy nhất nha cả nhà. Mình mua cặp thì em tặng cho cô chú anh chị mình vài cái phôi nhỏ nữa. Còn dụ như mua cây thì 300 ngàn báo ship, không có tặng nha. Một cây thì không tặng, còn một cặp. Rồi. Một cặp mà nhanh gọn thì tặng cái nhiều nữa. Cái giá này là cái giá xả đó. Chua. Tranh thủ nha cô chú anh chị. Bự quá, cái nhà nó bự, rồi nó bự hơn cái tay em nhiều luôn nha cả nhà. Rồi ha. Hàng sưu tầm nha cả nhà nha. Cuối clip em cũng xin chúc cô chú anh chị mình có một ngày làm việc vui vẻ ha. Nói chung là chỉ chúc cho cô chú anh chị mình đạt được những cái gì mà cô chú anh chị mình mong muốn ha. Ừ. Và có thật nhiều sức khỏe bình an bên gia đình thôi là cái điều mà mong muốn nhất của em ha. Rồi. Rồi. Cô chú anh chị mình xem clip ví dụ như thấy mặt hàng này của em mà hợp lý, hợp giá, hợp túi tiền với cô chú anh chị mình thì cô chú anh chị mình cứ mua ủng hộ em ha. Ví dụ như mình không mua mình xem mình ủng hộ mình thả tim mình chia sẻ like cái kênh của anh Trọng thì em cũng vui rồi ha. Rồi. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.